chào các bạn nha. Nay quay vụ thẩn lắp ráp nha. Ghê không? Xe con tia đàng hoàng. Máy 6 hả bạn? 6 lắp ráp nha. Ghê. Quá đã. Vụ này có dấu nha, ngon nha. Thả được 6 con, 7 con. Đó các bạn. Trái tim do trần hơi yếu. Quá ngon. Giật cứu đều luôn ạ. Nhào dữ vậy, gió mà nhào dữ vậy, gió quá trời nhào, mà vậy không có gió cũng nhào nữa hả út hả? Không có gió, không có gió, là trên hay gì? Không có gió nhào, rồi xuống ruộng luôn, xuống chưa? Sắp xuống, con mạnh lên, con yếu rồi rớt ruộng luôn á. Gió rút lên đó. Đó. Đó là ghê. Gió trên yếu quá. Gió nó ngọt. Bình thả bên qua leo. Lành quá, để đây có em. Không, cháu cô.
gió bay lững lờ không. Hợp leo không phục quá chống đít luôn hả, sao còn kéo nữa. Sạch bóng luôn á, kéo luôn đi, chạy chạy đi á, phải không? Đúng rồi. Lúa bữa nay đẹp dữ ạ, quá bó ngon luôn rồi. Thèm ăn lúa nè, không muốn bay mà muốn nằm dạ nè. Chỉnh lèo lại, xuống lèo chút xíu. Gió nhẹ. Okay. Ông nào trùm áo mưa hơn gớm hả? Trùm cái áo mưa giống giống người ghê không? Chết à, tới xe à, nhưng phải giỡn à. Anh cà gắt, cà gắt giống ghê không? Cá riêng rớt luôn à, gió yếu quá các bạn ơi. Rồi thôi, video mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xem bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quá yếu.
Diệu bay lên tới mây xanh luôn rồi. Lên mây xanh á. Dòng chiều ghê không? Phe bên này lên được 4 con. Ý ý ý ý dạ. Dạ. Đậu quá, nhiều quá trời đậu luôn. Rồi, chào các bạn nha.